Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho biết sẽ tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 đợt 2 đối với các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn này vào ngày 14 và ngày 15 tháng 7. Bên cạnh đó, 12 thí sinh trong vụ việc lộ bản thảo để thi môn tiếng Anh lần 1 sẽ thi lần 2 môn thi này vào ngày 14 tháng 7. Sau khi có kết quả, 12 thí sinh sẽ sử dụng kết quả thi đợt 2 môn tiếng Anh cùng với kết quả thi đợt 1 của môn toán ngữ văn, điểm rèn luyện học tập 4 năm trung học cơ sở để dự xét tuyển vào lớp 10. Lần này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cũng tổ chức thi cho các thí sinh rơi vào những trường hợp sau. Vì lý do khách quan chưa đăng ký tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024, chỉ đăng ký một hoặc hai nguyện vọng, có nguyện vọng trúng tuyển vào một trường nên đã chọn tất cả các nguyện vọng xét tuyển vào trường đó, và một số trường trung học phổ thông có số lượng thí sinh trúng tuyển thấp hơn chỉ tiêu được giao. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy sản xuất xuất khẩu gạo. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan đa dạng hóa thị trường xuất khẩu gạo, ổn định bền vững, hiệu quả. Đặc biệt, cần linh hoạt tổ chức triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, củng cố các thị trường xuất khẩu gạo truyền thống như là Philippines, Trung Quốc, Indonesia, khu vực châu Phi và phát triển các thị trường mới, tiềm năng, các thị trường FTA, khai thác các thị trường ngách với chủng loại gạo thơm, gạo chất lượng cao như châu Âu, Hàn Quốc, Mỹ, khu vực Bắc Mỹ. Nghiên cứu việc đàm phán ký kết các thỏa thuận ưu đãi thương mại với một số thị trường xuất khẩu tiềm năng, tận dụng tiến trình rà soát các hiệp định đã được đưa vào thực thi để đề nghị các đối tác mở cửa thêm, gia tăng hạn ngạch cho Việt Nam. Từ 13 giờ 30 phút chiều nay, ngày 5 tháng 7, các trường trung học phổ thông công lập tại Hà Nội mở cửa đón thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đến làm thủ tục xác nhận nhập học. Thí sinh có thể xác nhận nhập học theo hai hình thức, trực tiếp tại trường hoặc trực tuyến tại nhà. Sau khi xác nhận nhập học trực tuyến, thí sinh cần đến trường để nộp hồ sơ trực tiếp. Thời gian xác nhận nhập học và nộp hồ sơ đến hết ngày 7 tháng 7. Hồ sơ tuyển sinh bao gồm bản chính học bạ bậc trung học cơ sở, phiếu xác nhận nhập học, phiếu báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp và được trả về cho học sinh qua các trường trung học cơ sở, giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời, bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của học sinh hoặc phụ huynh, bản sao giấy khai sinh có công chứng, giấy xác nhận chế độ ưu tiên nếu có. Đối với học sinh học trước tuổi, tức sinh năm 2009, phải có giấy xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo. Sau ngày 7 tháng 7, thí sinh không đến nhập học coi như từ bỏ nguyện vọng học tập tại trường. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa có thông báo về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Theo đó, để kịp thời chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7 năm 2023 cho người hưởng, cơ quan bảo hiểm xã hội tạm thời thực hiện chi trả theo mức hưởng tháng 6 năm 2023. Cơ quan này nêu rõ khi có thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và văn bản chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội sẽ điều chỉnh theo quy định. Trường hợp có quyết định hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 thì tính lương cơ sở là 1,8 triệu đồng một tháng theo Nghị định số 24 năm 2023. Tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum, vào lúc 9 giờ 44 phút 47 giây theo giờ Hà Nội, ngày 5 tháng 7 năm 2023, một trận động đất có độ lớn 3,7 xảy ra tại vị trí có tọa độ 14,848 độ Vĩ Bắc, 108,260 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,2 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Đây là trận động đất có cường độ lớn nhất kể từ đầu năm đến nay. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này. Các nhà khoa học của Viện Vật lý Địa cầu nhận định động đất ở Kon Plong là động đất kích thích xảy ra do hoạt động của hồ chứa thủy điện tích nước gây áp lực lên hệ thống đứt gãy bên dưới, khiến hoạt động động đất xảy ra sớm hơn. Các chuyên gia cảnh báo động đất kích thích có thể kéo dài ở khu vực này liên quan chặt chẽ đến hoạt động tích nước của hồ chứa thủy điện. Kết quả khảo sát do hãng thông tấn Yonhap Hàn Quốc phối hợp với đài truyền hình Yonhap News TV công bố vào ngày 5 tháng 7 cho thấy tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống nước này Yoon Suk-yeol đã tăng trở lại. Cuộc khảo sát này được tiến hành với hơn 1.000 người 18 tuổi trở lên trong 2 ngày là ngày 1 và ngày 2 tháng 7. Theo đó, đánh giá tích cực về hiệu suất của Tổng thống Yoon Suk-yeol đạt 38,4%, tăng 2,1% so với cuộc khảo sát được tiến hành 1 tháng trước, trong khi đánh giá tiêu cực là 53%. Hai lĩnh vực quốc phòng và ngoại giao là những yếu tố được trích dẫn để đánh giá tích cực và tiêu cực về hiệu quả điều hành của ông Yoon Suk-yeol. Đáng chú ý, giáo dục và văn hóa có mức gia tăng mạnh về tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Hàn Quốc.
Phát ngôn viên Liên minh châu Âu EU ngày 4 tháng 7 thông báo Trung Quốc vừa hủy chuyến tham quan của quan chức phụ trách chính sách đối ngoại EU Joseph Borrell dự kiến diễn ra vào tuần tới. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh EU thống nhất chiến lược giảm phụ thuộc vào Bắc Kinh sau khi hội nghị thượng đỉnh của khối cuối tháng 6 này. EU không nêu lý do Bắc Kinh hủy chuyến thăm. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chưa phản hồi về thông tin này. Ông Joseph Borrell, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh EU, dự kiến tới Trung Quốc vào ngày 10 tháng 7 để gặp Ngoại trưởng Tần Cương và thảo luận về các vấn đề chiến lược, trong đó có tình hình Ukraine. Ông Borrell từng phải hoãn chuyến thăm hồi tháng 4 do mắc COVID-19. Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc bắt đầu xả nước phóng xạ qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra đại dương sớm nhất vào tháng 8 sau khi được IAEA chấp thuận kế hoạch. Đây sẽ là mốc quan trọng trong quá trình dừng hoạt động nhà máy bị tàn phá trong thảm họa kép động đất sóng thần hồi năm 2011. Giới chức Nhật Bản chưa bình luận về thông tin. Tokyo hồi tháng 1 thông báo dự định bắt đầu kế hoạch trong khoảng mùa xuân đến mùa hè nhưng không nêu ngày cụ thể. Thông tin xuất hiện trong bối cảnh Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA ngày 4 tháng 7 đánh giá kế hoạch xả nước phóng xạ ra đại dương của Nhật Bản đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Với sự ủng hộ từ IAEA, Thủ tướng Kishida Fumio nói Nhật Bản sẽ tiếp tục đưa ra giải thích đến người dân và cộng đồng quốc tế để nhận được sự chấp thuận từ cả trong và ngoài nước. Ngày 3 tháng 7 vừa qua được ghi nhận là ngày nóng nhất trên toàn cầu khi nhiệt độ ở các nơi đồng loạt tăng. Theo Trung tâm Dự báo Môi trường Quốc gia Mỹ ngày 3 tháng 7, nhiệt độ trung bình toàn cầu là 17,01 độ C. Mức nhiệt này vượt kỷ lục 16,92 độ C ghi nhận vào hồi tháng 8 năm 2016. Thành phố Corpus Christi thuộc bang Texas của Mỹ ghi nhận nhiệt độ kỷ lục 51 độ C trong tháng 6. Mức nhiệt tương tự cũng được ghi nhận ở các bang Oklahoma, Arkansas, Missouri và Louisiana. Tại châu Á, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc trải qua đợt nắng nóng gay gắt dài kỷ lục khi 9,8 ngày liên tiếp hứng chịu nhiệt độ trên 35 độ C. Nhiệt độ ở một số khu vực ở Bắc Phi lên tới 50 độ C. Thậm chí là ở Nam Cực, dù đang trong mùa đông, nhiệt độ cao xấp xỉ 9 độ C. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu cùng tác động của hiệu ứng El Nino khiến cho nhiệt độ toàn cầu tăng bất thường và xu hướng này còn tiếp diễn trong thời gian tới. Ngày 4 tháng 7, hãng hàng không giá rẻ Ryanair của Ireland thông báo lượng hành khách ghi nhận trong tháng 6 vừa qua đạt mức kỷ lục tính theo tháng kể từ khi hãng này được thành lập vào năm 1985. Cụ thể, trong tháng qua, Ryanair đã thực hiện hơn 96.000 chuyến bay, phục vụ nhu cầu di chuyển của 17,4 triệu lượt hành khách. Lượng khách này tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua mức kỷ lục ghi nhận một tháng trước đó với 17 triệu lượt hành khách. Lượng khách của Ryanair tăng cao bất chấp các cuộc đình công của các nhân viên kiểm soát không lưu khiến cho hàng trăm chuyến bay bị hủy. Trong tháng 6, Ryanair đã phải hủy hơn 900 chuyến bay, ảnh hưởng tới khoảng 160.000 hành khách. Tính cả 6 tháng đầu năm, khoảng 85,4 triệu hành khách đã lựa chọn hãng hàng không Ryanair, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Hãng cũng đang đặt mục tiêu phục vụ 300 triệu lượt khách vào năm 2034. Bản tin 15 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đến đây xin khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.